bắt nguồn từ một truyền thuyết về vua Trần khi lui về lập hậu cứ ở Hoa Lư vì đem lòng say mê điệu múa của các cung tần mỹ nữ giữa vùng sơn thủy hữu tình, thường đi thuyền đến hang dưới núi này nghe đàn ca múa hát, nên dân gian gọi đây là hang múa. Và ở Ninh Bình này cũng có một câu chuyện khác cũng rất là thú vị mà liên quan chính đến nơi mà chúng ta đang đứng đây này. Có một chàng trai nghèo đã sáng tạo nên một món cơm gọi là cơm cháy tình yêu. Em đưa anh đi ăn cơm cháy đúng không? Không chỉ là ăn cơm cháy mà sẽ là cả một chặng đường để đến với món cơm cháy tình yêu. Chặng đường đầu tiên chúng tôi sẽ cùng đi chăn dê. Chăn dê để đưa dê ra đồng cỏ mà còn bị dây kéo lại. Đặc sản dê núi ở Ninh Bình nổi tiếng bởi những chú dê được chăn thả tự nhiên trên những dãy núi đá vôi với thức ăn chủ yếu là các loại rau thuốc thảo dược. Bây giờ anh có ý này, mình sẽ chơi trò bắt dê. Anh sẽ bịt mắt em vào, anh là người chỉ điểm. Phải, đúng rồi, thẳng lên. Thẳng luôn, nhanh. Cố lên. Đằng sau, bên phải, vô thẳng. Đúng rồi. Ngọt đâu. Đưa đi. Chẳng. Phải, nhanh. Đấy rồi. Chú em ơi, nó không chịu đi. Làm khó nhưng mà không ngờ các bạn hậu đậu của tôi bắt được một chú dê. Quá giỏi. Chẳng qua con này nó hơi yếu cho nên em mới bắt được thôi. Còn mấy con kia thì em bắt cả ngày cũng không được. Bây giờ đến lượt Nghĩa sẽ lăn vào bếp để nấu món đặc sản thịt dê cơm cháy nổi tiếng của đất Ninh Bình. Để làm cơm cháy thì cơm phải được nấu bằng nồi gang trên bếp than củi. Cô ơi, cái cách nấu cơm cháy của mình thì có khác cái cách nấu cơm bình thường không ạ? Nó khác hơn cách nấu cơm bình thường một chút. Nếu mà nấu cơm cháy thì mình để nước sôi, xăm sắp nước nó ít nước hơn so với gạo mình nấu bình thường. Cô ơi, thế cái thời lượng để mình canh được một cái mẻ cháy đạt yêu cầu nhất thì là khoảng bao nhiêu lâu hả cô? Nó chỉ 15 đến 17 phút là được. Khi nó cạn nước rồi thì bắt đầu mình giảm lửa. Than nó đượm thì nó mới chín được cơm. Bây giờ là mình canh sao để cho cơm chín thôi. Vâng. Cháy nó phía giòn nó sẽ thơm. Cơm nó chín rồi thì mình hớt hết cái lượt trên bên trên ra, mình lấy cái lượt cháy bên dưới. Cháy phải được nấu 2 lần lửa thì chúng ta mới có một mẻ cơm cháy thật là ngon. Miếng cơm cháy sẽ ngon hơn khi được chấm với nước sốt, sóng sánh vị thịt dê và các loại rau củ, làm tăng thêm vị thanh mát, ngọt bùi của món ăn. Cơm cháy ngon, có màu vàng nhạt, đều hạt, giòn mà vẫn dẻo. Khi ăn mới cho những miếng cháy vào chảo dầu sôi, chiên lên. Bây giờ thì mọi thứ đã sẵn sàng để lên mâm rồi. Đây, cơm cháy thịt dê của Hương ra rồi đây. Mời bà, mời cô ạ. Anh đã biết rằng là đây là món cơm cháy của một chàng trai nghèo sáng tạo nên đúng không? Và lý do là vì anh chàng này đã đem lòng yêu con gái của ông chủ mà không được ông chủ đồng ý. Chính nhờ món cơm cháy này mà ông chủ đã cảm động trước tấm lòng của anh chàng ấy và đã gả con gái cho. Vậy các cháu có biết làm sao mà chàng trai này lại chọn món cơm cháy là món chủ đạo chính của mình? Người phụ nữ Việt Nam lúc nào cũng nhường phần cơm ngon canh ngọt cho chồng cho con, mà người phụ nữ là chỉ ăn những miếng cơm cháy là những cái miếng dư thừa. Chính vì thế chàng trai này hiểu được tâm nguyện của người phụ nữ, thế nên anh ấy đã sáng tạo ra cái món cơm cháy cho ngon hơn, ngọt hơn.